Xin chào tất cả các anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Thì bây giờ là khoảng 6 giờ sáng. Và mình thì cũng mới ngủ dậy. Thì tự nhiên trong đầu mình nảy ra một cái suy nghĩ, cái ý tưởng. Một cái ý tưởng mình muốn chia sẻ với mọi người. Muốn chia sẻ đến những cái bạn mà đang nỗ lực, đang cố gắng trên con đường trading của mình mỗi ngày, nhưng mà vẫn chưa thấy kết quả. Thì bản thân mình đã trải qua cái chuyện này từ rất lâu rồi. Nhưng mà lúc đó bản thân mình cũng chưa có làm YouTube này, nên là mình không có chia sẻ, và rồi mình quên đi cái khoảng thời gian đó. Và cho tới hôm nay tự nhiên nó lại gợi lại. Và đây là một trong những cái bài học mình thấy nó rất là hay, nó rất là quan trọng, cần cho những cái bạn mà đang nỗ lực mỗi ngày, đang backtest rất nhiều và có kết quả thực tế, có kết quả trong cái quá trình backtest đó rồi, nhưng lại chưa có kết quả trong cái quá trình trên thực tế. Thì mình chia sẻ điều này để bạn có thể ngộ ra, để bạn có thể vững bước trên con đường trading của mình. Thì đây là một video mình chia sẻ theo cảm hứng thôi, mình cũng không có thời gian để chuẩn bị nhiều, nên là nếu mà có cái gì vấp hay là có gì không mượt mà lắm thì anh em thông cảm ha. Thì ngày trước bản thân mình là trước khi bước vào con đường trading, mình luôn nghe những cái bậc tiền bối trước khác, những cái người trader chuyên nghiệp khác chia sẻ rằng để mà thành công thực sự trong nghề trading á, cái thời gian cần là 3-4 năm, tức là phải tính bằng năm, rất là dài. Nhưng mà lúc đó tuổi trẻ của mình á, mình là một người rất là tự tin vào bản thân, nó thực sự là như vậy, và mình không chấp nhận điều đó. Mình nghĩ trong đầu rằng mình sẽ là người làm khác đi, mình sẽ là người không giống họ, bản thân mình sẽ thành công sau một thời gian ngắn. Mình tin là với cái sự nỗ lực mỗi ngày của mình, mình tin là với cái khả năng của mình thì mình sẽ đi nhanh hơn. Và nhờ cái niềm tin đó mà mình cày mỗi ngày, mình cày điên cuồng, mình backtest, mình xem có khóa học nào, thậm chí là 1-2 giờ đêm. Mình còn nhớ ngày xưa mình học khóa Medio á, lúc đấy bản thân mình đã có một cái phương pháp rồi, nhưng mà mình vẫn còn cảm thấy thiếu một cái gì đó và không giải được. Và khi mà thấy những video của Medio trên YouTube á, mình đã rất là thích và mình đã xem ngay lập tức, mình đã mua ngay lập tức, mua ngay trong đêm. Mình nhớ là hồi đó khoảng tầm 11-12 giờ đêm mình mua và mình học từ lúc đó đến 6-7 giờ sáng, mình học xong hết cái bộ video luôn. Và giống như kiểu mình vỡ ra được, mình thấy được cái chìa khóa cho phương pháp của mình vậy đó, lúc đó là như thế. Sau đó mình bắt đầu quá trình mình hoàn thiện, mình áp dụng, xem đi xem lại, mình áp dụng vào cái phương pháp của mình đó. Mình backtest, mình luyện tập thực sự là nhiều khủng khiếp, nhiều đến mức mà mình cảm thấy kiến thức mình đi nhanh kinh khủng. Rồi khi mà mình backtest, mình thống kê, mình có số liệu rồi, sau một quá trình dài mình cứ miệt mài như vậy, và cuối cùng cái thông số backtest của mình cực kỳ tốt luôn các bạn, cực kỳ tốt luôn. Và mình vác tiền vào thực chiến, lúc đó tràn đầy tự tin luôn các bạn. Và mỗi lệnh mình đều căn ke, mình đều lọc, mình đều làm rất là kỹ để đưa ra một cái deal. Và bản thân mình nhá, mình cũng cực kỳ kiên nhẫn để chờ một cái deal đẹp như vậy, đẹp theo cái setup mình. Vì trước đó, mặc dù cái phương pháp mình hồi trước đó mình chưa có tối giản, mình chưa có được như bây giờ, nhưng mà cái số lượng thống kê backtest của mình cũng rất tốt, và mình chơi y chang cái lúc mình test luôn. Nhưng mà chơi hoài không có kết quả, cứ lỗ hoài, thậm chí gặp những chuỗi thua 10-15 lệnh thực sự khủng khiếp như vậy á. Lúc mình rất là nản vô cùng luôn. Mình không hiểu tại sao mình nỗ lực nhiều như vậy, mình backtest thắng nhiều như vậy mà vào thực tế vẫn thua đó. Mình không hiểu cái điều đó, nhưng tất nhiên là mình không bỏ cuộc. Rồi vào một ngày đẹp trời, bỗng nhiên mình ngộ ra một thứ. Mình không nhớ tại sao mình ngộ ra, nhưng thực sự cái thứ đó thay đổi tư duy hoàn toàn cái công việc trading của mình. Cái hồi đó bản thân mình biết, bản thân mình hiểu được rằng là thị trường á thì nó có giai đoạn, và khi mà gặp những giai đoạn xấu á thì chơi kiểu gì cũng chết à. Và cái vấn đề ở chỗ là gì? Nó xấu không phải xấu một cặp mà nó xấu đều. Và nhiều khi đó mình vào 4-5, 3-4 cặp
Và một cặp mà nó xấu như thế, thị trường lúc nó xấu, nó xấu đều tất cả cặp khác. Và lúc đó là mình gặp dính chịu thua luôn. Còn khi big test á, mình thua á, thì thua một lệnh một cặp thôi. Big test từng cặp một mà. Mình chưa bao giờ mình thống kê rằng là mình test 4-5 cặp như vậy thì cùng thời gian đó nó gặp chịu thua như vậy không. Mình chưa bao giờ phải test điều đó. Chưa bao giờ thống kê điều đó. Rồi khi mình ngộ ra cái điều đó, mình bắt đầu nhìn vào cái số liệu thống kê của mình, thì mình nhận ra thêm một thứ nữa là cái lúc mình backtest á, là mình backtest ở quá khứ xa mà các bạn, thì chỉ được backtest được khoảng tầm H1, H4 thôi. Mà mình nhìn lại cái thời gian á, thì mình thắng rất nhiều, tỷ lệ thắng rất ghê. Nhưng vấn đề là cái số liệu đó là trên vài năm trời, 3-4 năm trời. Bạn hình dung không? Và mình lúc mình test mình lại quên đi điều đó, mình chỉ tập trung vào cái việc là à mình thắng nhiều, mình win nhiều. Nhưng mình không biết rằng cái số lượng deal đó, cái tỷ lệ thắng đó là trên hàng trăm hàng nghìn lệnh và sau rất rất nhiều năm, 3-4 năm, khi 5 năm, với mấy test từ năm 2016 2017 đến bây giờ mà. Các bạn hình dung không? Đó. Sau đó mình mới ngộ lại vào cái thời gian thực tế. Là bởi vì á, cái thời gian backtest mình tua nhanh thời gian được, mình đi rất nhanh được, mình đi vài năm được đó. Nhưng mà thực tế nó không đi nhanh như vậy các bạn. Các bạn có thể backtest rút ngắn thời gian, các bạn có thể master kỹ năng sớm, nhưng mà bạn không thể đẩy nhanh được quá trình của thị trường. Vì thị trường nó luôn luôn có giai đoạn, và nhiều khi á, có vài tháng thị trường đều đi xấu, bạn thua liên tục là chuyện bình thường. Bởi vì backtest bạn chạy nhanh, bạn đâu có biết cái điều đó, đúng không? Những lúc nào thị trường xấu bạn cho chạy qua nhanh, qua ngay. Những lúc nào thị trường kẹt nhiều ở những cái vùng cái level bạn đi qua rất nhanh. Còn trong 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 thực tế đâu có làm được điều đó. Bạn cứ ngồi soi, bạn cứ cắm mặt vào, bạn tìm deal mỗi ngày ở những cái deal đó, ở những cái cặp giao dịch đó chẳng hạn. Rồi cái số lượng deal đâu có nhiều đâu. Đó, bạn vài tháng bạn ở trong thị trường mà gặp giai đoạn xấu như thế, bạn chơi thua hoài là bạn sẽ nản liền. Mà mình cũng từng nản như thế đó. Nên á là chúng ta phải nhìn nhận một cái cách nhìn nhận một cái rõ ràng là rõ ràng backtest chúng ta backtest tỷ lệ thắng nhiều, nhưng mà là trên rất nhiều năm. Thực tế thì các bạn phải cho mình bản thân mình thời gian như vậy. Với trading khi mà bạn đã master phương pháp rồi, bạn không thể gấp được, mà phải chấp nhận một điều rằng thị trường nó có giai đoạn, nó có lúc này lúc kia. Quan trọng là gì? Bạn cứ phải kỷ luật đi, đúng những gì bạn đã làm trong thống kê và bài test, đúng phương pháp nhất quán, và cuối cùng là để thời gian trả lời, để cái thị trường trả lời, kiên nhẫn với nó, cho nó thời gian vài năm. Bạn hình dung không? Hãy cho nó thời gian vài năm, đừng có vội vàng với nó. Và đó, và khi bạn hiểu được điều đó rồi ấy, thì mình hy vọng là đừng có bạn nào nghỉ việc ngang mà nhảy qua trading liền. Bởi vì để mà bạn có lợi nhuận được á, mất rất nhiều thời gian. Không thể một sớm một chiều được, cũng không thể nào nhờ nỗ lực mà đi 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 thật nhanh và có lợi nhuận thật nhanh được. Rất khó điều đó, rất khó để có điều đó. Bạn chỉ có thể nhanh, để nhanh quá trình bạn luyện tập, để nhanh quá trình bạn master phương pháp thôi. Để có lợi nhuận thì vẫn phải cần thời gian thị trường, trải qua nhiều giai đoạn, phải tới những giai đoạn đẹp, phải đủ cái số lượng deal thì nó mới cho bạn một cái lợi nhuận đều đặn được. Và những cái đó thì nó cần thời gian. Vậy nên hãy cứ vững tin, cứ đi đi, đừng có nản, đừng có bỏ cuộc. Thì mình chia sẻ như vậy để những bạn nào đang đang rất nỗ lực trong công việc trading, mình phân tích rất nhiều nhưng chưa kết quả, cũng ngộ ra được bài học đó, và cũng cho mình thêm bài thời gian, cũng kiên nhẫn hơn với công việc trading này. Và bạn hãy tìm mình đi, cứ kiên nhẫn với công việc trading như thế, cứ đi đúng con đường, cứ nhất quán một phương pháp hiệu quả đã được chứng minh rồi, thì rồi kết quả cũng sẽ tới với bạn, rồi kết quả cũng sẽ tới với bạn. Đừng có nóng vội, hãy cứ kiên nhẫn. Ok, hôm nay mình tạm bạn chia sẻ một chút như vậy thôi, thì hy vọng là nó có ích cho ai đó, nó có ích cho bạn nào đó. Thì hẹn gặp lại các bạn trong một video gần nhất. Thì mình cập nhật thêm cho các bạn một chút về cái BTC đi. Thì
ở BTC á, khả năng đáy, đây là đáy rồi á, đối với cái góc nhìn của mình á, nó phải tầm 99%. Tại sao mình nói như vậy? Mình sẽ chịu phân tích cho mọi người theo cấu trúc thị trường thôi nhé. Ở cấu trúc thị trường các bạn để ý đây, những cái mùa trước á, những cái mùa trước thì BTC nó có cái vùng key level, ví dụ như ở mùa trước đi thì BTC về đúng vùng key level thì nó rất dễ dàng để các bạn phân tích đúng không? Nhưng mà mùa này này nó không có về vùng key level nào cả. Cái vùng này á là vùng đỉnh của khung MAN, đúng chưa? Vùng đỉnh khung MAN đó, vùng đỉnh khung MAN các bạn thấy không? Về vùng đỉnh về vùng này thì các bạn rất khó để mà dự đoán. Nhưng mà các bạn còn nhớ là mình đã từng nói trong group là crypto á, các cặp crypto nó có mối liên hệ với nhau bởi cấu trúc thị trường. Ví dụ BTC nó về đỉnh nhưng mà cái cặp khác nó về vùng key level rồi, đúng không? Ví dụ như một cái cặp nó đi như này, nó phá rồi, nó vào súng tăng rồi, nó hồi về đây rồi, trong khi BTC hồi về một vị trí mà bạn không biết chắc nó có tăng hay không, thì bạn cứ tự tin bạn nhận định nó tăng cho mình. Bởi sao? Bởi cái thằng altcoin này này, ví dụ đây là thằng altcoin, nó về đây rồi thì nó bắt buộc nó phải tăng lên theo cấu trúc thị trường, đúng chưa? Đúng không? Thì thằng BTC cũng phải tăng, bởi vì không có lý nào mà thằng BTC nó không tăng, thằng altcoin tăng được, trong thị trường crypto là như vậy. Các bạn hình dung không? Đó. Rồi, mình lấy thực tế cho các bạn xem nhé. BTC này, cái ngày mà nó sập về đây là đâu đó khoảng tầm 10, 14 tháng 11 nhé. Khoảng 14 tháng 11 là đáy đúng không? Rồi mình cho bạn xem một vài cặp giao dịch này. Đây, AVAX này, các bạn nhìn nào. Đầu tiên là cái gì? Đây là vùng key level của tuần đúng chưa? Đúng chưa? Nhìn này. Ngày 14 tháng 1 này các bạn. Đây, thấy chưa? Nó về đâu không ạ? Về key level. Đúng chưa? Đấy là yếu tố đầu tiên. Yếu tố thứ hai các bạn xem này. Nó giảm đến 92% rồi. Ăn coi giảm một mùa 92% là quá đúng rồi gì nữa. Đây. Đây. 14 tháng 11 đấy. Đó. Về đúng cái level vào đây bạn gom quá ổn rồi, cái level quick này. Hình như cái level, à không phải cái level mất đấy, cái level quick nha mọi người, đó. Như vậy rồi còn không gom thì làm cái gì nữa các bạn. Đây, 92% luôn. Rồi, có một cặp nữa rất là hay này. Đây. Bạn để ý này. Bạn nhìn nhé. Cái thằng ICX này này. Trước đó là xuống giảm. Đây, xuống giảm này. Đó. Mình cho bạn xem này. Đây, nó vỡ chưa? Nó vỡ rất đẹp. Đúng không? Đó, này. Khung mần này các bạn. Thấy chưa? Phá vỡ đẹp chưa? Ok. Rồi, đây. Mình để cái lốc cho dễ nhìn. Đó. Này, phá vỡ chưa? Phá vỡ rồi. Mà nó đã chưa tăng tới cái điểm bắt đầu của xuống giảm này, đúng chưa? Như vậy thì bây giờ nó hồi lại thì cái điểm tối đa nó hồi là đâu? Là đây này, là key level của mân này. Đúng chưa? Key level của mân. Rồi, bây giờ chúng ta quay lại thử xem ngày 14 tháng 1 ở đâu. Đây. Bạn thấy gì chưa? Đây. Về cái level của mân luôn rồi. Vậy thì sao? Nó không thể giảm sâu hơn nữa. Không thể phá cái này được. Vậy thì điểm nó không thể phá đây, nó tăng từ đây á, thì chắc chắn Bitcoin phải về đỉnh, về đáy rồi, đúng chưa? Nếu BTC hồi đó mà sập 14, 11 nghìn nữa thì là cái này đi sập đi đâu nữa các bạn? Các bạn hình dung không? Không thể có chuyện là BTC sập sập như thế, sâu như thế mà con này nó không sập, không vào qua đây. Không thể. Đấy là mối liên hệ giữa BTC và altcoin đó. Các bạn hình dung không? Vậy thì khi mà nhìn nhiều cặp giao dịch như này, không phải tất cả các cặp giao dịch nó đều như này, mấy cặp phải lọc. Bởi vì có rất rất nhiều altcoin, bạn cứ lọc các xem hết qua một lượt thì bạn sẽ nhận ra nhiều biểu đồ như thế này. Và khi mà có những biểu đồ như này thì mình nói thật với bạn đó, là cứ tiện gom ôm hết vào. Nhưng miễn là các bạn phải phân tích nhé, phân tích những con này nhé, mình không có khuyến nghị các bạn mua cái này, mình chỉ đang ví dụ là bạn phân tích được những coin đó là coin tốt, coin hiện tại, coin ổn thì gom hết vào cho mình kể cả BTC. Các bạn có thể all in trong thời điểm này cũng được luôn. Đó, all in luôn trong thời điểm này cũng được luôn. Đó, bởi vì bạn còn những cơ sở rất vững chắc như vậy. Và các bạn phải nhớ là nãy giờ chúng ta đang xét là ở khung MAN, khung quýt nhé.
không mân và không quét, mọi thứ nó rất rõ ràng, nó không có mập mờ, nó không có xác suất cậu phân tích sai, con hiểu không? Nhưng còn Isaac ấy, làm sao sai được, không mân mà mọi nến nó rất rõ ràng, vậy làm sao mà sai được, các bạn hình dung không? Đó, đây là dựa vào những yếu tố đó các bạn có thể nhận định luôn được đây là đại Bitcoin, khỏi quan tâm tình hình kinh tế, khỏi quan tâm bất cứ một cái gì cả, không cần thêm một chỉ báo nào cả. Còn nếu mà nói về chỉ báo thì cũng có rất rất nhiều cái yếu tố để mà khẳng định đây là đáy, sự như thế. Nhưng mà mình không tiện nói ở đây. Mình về cái kênh này chuyên về cấu trúc thị trường. Ok chưa? Đó thì mình cho các bạn thêm góc nhìn như vậy. Vậy nên là nếu các bạn là muốn con BTC á thì hãy chờ nó điều chỉnh. Nói chung là nếu mà xét về dài hạn á, khi mà xét bức tranh dài hạn BTC mà bắt đầu một mới á thì đây á, các bạn mua ở đây á vẫn là quá may mắn rồi. Nói thật là như vậy. Một chu kỳ mới á nó luôn phá đỉnh thì mình cứ giả sử nó lên 100 thôi, các bạn mua ở đây á thì cũng tầm 281% rồi, cũng là ngon. Nhưng mà có một cái ngon hơn đó là Ancoin, bởi vì Ancoin hiện tại nó vẫn đang ở đáy, nó chưa có tăng được bởi dòng tiền nó đổ vào BTC. Nên là nếu như ai muốn gom thì hãy gom ngay lúc này Ancoin, cứ gom đi, bởi vì các hãy nhìn bức tranh dài hạn. Các bạn đừng có mong là nó gom nó tăng luôn, Ancoin á, đừng mong gom nó tăng luôn. Ví dụ cho mình cho các bạn xem những con như hồi nãy á, đừng mong gom nó vẫn cùng đánh gì đó, chưa đấy, vẫn đang đúng cái level luôn. Các bạn gom ở đây là quá ngon rồi, còn hy vọng gì? Cái việc mà nó x10 này, cái việc lên đỉnh x10 là quá bình thường đối với những con như thế này, các bạn hiểu không? Một chu kỳ mới nó phải phá đỉnh hoặc là nó phải lên những cái phục cao như này đó, trừ những con nào mà nó tệ quá thì nó không lên được thôi, chứ còn chu kỳ mới thì thường nó phải phá đỉnh đó. Nhìn đơn giản thôi, theo cấu trúc thị trường thôi, kết hợp với việc phân tích nền tảng các thứ vào là các bạn chọn được coin, chọn được vùng mua như này, cứ gom thôi chứ gì nữa, đang ở đáy rồi còn chần chừ gì nữa đó. Thì mình cho các bạn một vài góc nhìn đơn giản như thế thôi, nhưng công việc đầu tư nó dễ lắm, các bạn hiểu được cái bản chất cấu trúc thị trường rồi, nắm vững được kiến thức như vậy rồi, và kết hợp với cái phân tích nhiều cái coi với nhau thì mối liên hệ nữa là các bạn sẽ đầu tư rất tốt, thực sự như thế. Ok rồi, thì cảm ơn anh em đã nghe đến hết video này, hẹn gặp anh em ở những video sau ha, xin chào và hẹn gặp lại.